Khoe đưa trên một thùng bia mới làm được điều khó tin này, cộng đồng mạng khuyên cô gái nên ngay lập tức đi bệnh viện để kiểm tra. Cụ thể thì mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải video khá hài hước, khoe rằng những ai có đồ trên một thùng, da phải trắng thì mới có thể làm được điều đặc biệt như cô, và thách thức cộng đồng mạng có thể làm theo. Bạn của cô gái này cũng liên tục tỏ vẻ kinh ngạc thay cho dân tình. Đô trên một thùng nha, đô trên một thùng mới làm được cái điều này, chứ còn ngoài da ha, mà dưới một thùng hay là không ai làm được hết. Coi mấy này. Mấy người da trắng nhìn là tia laser. Trời ghê chưa? Thấy chưa, dễ gì ai làm được như tôi. Wow. Khi tay cô gái di chuyển đến đâu thì da cô đổi màu đến đó. Dù chỉ là chạm nhẹ thôi thì da cô cũng có thể đổi màu như thể đang dùng một cây bút để viết chữ, nhìn vô cùng đặc biệt. Không chỉ vùng cổ, tay của cô cũng có hiện tượng này nhưng mà khó nhìn thấy hơn. Những tưởng sẽ trở thành người đặc biệt nhất trong số những người đặc biệt. Tuy nhiên sau khi đăng tải clip xong và ngủ dậy sau cơn say, có lẽ cô gái sẽ phải bắt xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Lý do là vì... Sáng chó đó bà nội ơi, tao đang bị nè, đi trị đi, không là uống thuốc mà ở đó thách thức ai làm được. Đăng video xong vào đọc comment cây đặt xe đi khám bệnh liền luôn. Nếu bị sáng vẽ đến đâu thì nổi lần đến đó nha, mình nhậu xong cũng giống như trên video. Cô hàng xóm tôi cũng bị vậy nè mà dỗ lần thứ 6 rồi. Tuy nhiên số khác lại cho rằng nếu bị sáng chó không nhậu thì vẫn nổi bình thường, nổi lần lên luôn chứ không phải như trong video đâu. Còn bạn nghĩ như thế nào về màn thách thức đặc biệt của cô gái này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!